gian cầu thủ bóng đá lấn sân showbiz, Tấn Trường nhiều lần trổ tài diễn xuất, đã có vai điện ảnh đầu tay từ lâu. Lùng mà lói hả mày? Bùi Tiến Dũng cắt guốc gây tranh cãi, đến mức phải bật khóc trước những bình luận ác ý. Từ trước đến nay, chuyện các ngôi sao sân cỏ hoạt động trong làng giải trí vốn không lạ lẫm gì với khán giả, vì ở nước ngoài cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Dẫu vậy, trước màn thể hiện của nhiều cầu thủ, người hâm mộ đều cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ bởi có nhiều ngôi sao làng bóng rất có duyên với nghệ thuật. Tấn Trường để lại ấn tượng nhiều nhất đối với công chúng thời gian qua có lẽ là thủ môn Tấn Trường. Anh đã được mời tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi với vai trò khách mời, phải đối phó với trưởng phòng Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như, hai nghệ sĩ nhiều chiêu trò và cực lầy lội. Tuy không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng nam thủ môn tỏ ra khá nhạy bén trong cách ứng biến. Cứ tưởng anh sẽ lúng túng rồi bị đẩy vào thế bí, nhưng ai ngờ anh lại tung hứng nhịp nhàng, thậm chí còn làm cho trưởng phòng bật cười ngược lại vì không ngờ anh lại nhanh trí, thông minh tới vậy. Nhờ đó mà anh chinh phục được cả các giám khảo lẫn khán giả để giành chiến thắng. Được biết trước đây, anh cùng từng chạm ngõ điện ảnh vào năm 2013. Khi đó, anh đảm nhận vai nhỏ, hai lúa hiền lành, đạp xe ba gác chở dừa đi bắn trong phim hài Bay Vào Cõi Mộng. Dù lần đầu đóng phim nhưng anh đã được khen ngợi diễn xuất tự nhiên, phối hợp ăn ý với diễn viên Hiếu Hiền. Ngoài ra, anh cũng tham gia một số phim liên quan đến bóng đá của nhóm hài Pháp TV. Có vẻ như Tấn Trường rất có duyên với diễn xuất, biết đâu sau này chúng ta sẽ còn được thấy nam thủ môn đóng nhiều phim hơn. Bùi Tiến Dũng. Khác với nhiều đồng đội, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại có màn chào sân với sàn catwalk đầy tranh cãi. Năm 2018, nam cầu thủ gốc Thanh Hóa lần đầu xuất hiện trên sàn diễn tại Việt Nam International Fashion Week, diễn lên mình bộ xuất xanh nổi bật. Anh đảm nhận vị trí kết bàn bộ sưu tập. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút, nhưng anh lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Không thể phủ nhận rằng nam thủ môn điển trai, vóc dáng chuẩn không thua kém siêu mẫu, nhưng nhiều khán giả lại chê những bước đi của anh kém chuyên nghiệp, thô cứng, gượng gạo. Trước áp lực dư luận, thủ môn U23 Việt Nam một thời bật khóc vì phải hứng chịu lời lẽ nặng nề hướng tới anh và gia đình. Kể từ đó đến nay, anh tập trung cho gia đình và sự nghiệp bóng đá, không còn mặn mà với showbiz. Công Phượng. Trước Tấn Trường, Công Phượng cũng từng khoe đi đóng phim, cụ thể là Bon Tấn Phòng Vé Lật Mặt 48 giờ. Ngay sau đó, dân tình phải lập tức ra rạp tìm mỏi mắt để thấy được bóng dáng nam cầu thủ. Nhưng ai ngờ rằng đây chỉ là một cú lừa. Hóa ra, nam tiền đạo gốc Nghệ An xuất hiện trên tấm biển quảng cáo sản phẩm, được hiệu thuốc sử dụng trong một phân cảnh của diễn viên Ốc Thanh Vân. Lần duy nhất Công Phượng chịu ghi hình là trong phim Đắn Chuyện Tình Bánh Tráng Thịt Heo, chiếu trong đám cưới của Đông Triều. Trong thời lượng vỏn vẹn 10 phút, anh cũng chỉ góp mặt có vài giây với vai anh xe ôm. Công Vinh. Còn với Công Vinh, anh nhận lời đóng phim không phải vì tiền cát xê cách xù, mà là để chiều bà xã Thủy Tiên. Chuyện là dự án điện ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ có tên Vợ Ơi Em Ở Đâu, nam cầu thủ cũng góp một vai nhỏ để cho vợ vui lòng. Mặc dù vậy nhưng khi xem hậu trường, có thể thấy anh tới từ rất sớm để chuẩn bị hóa trang, tập thoại, diễn trước ống kính. Có vẻ như lần đầu đứng trước máy quay với vai trò diễn viên, nên ông xã Thủy Tiên có phần ngượng ngùng. Anh cho biết, việc mình góp mặt vào dự án đầu tay lần này như là một món quà đặc biệt để gửi tặng đến vợ. Đây cũng là lời động viên giúp cô ấy thêm vững bước trên con đường chinh phục một lĩnh vực mới đầy thách thức như điện ảnh. Dù có tài năng thiên phú hay không thì có thể thấy rằng các ngôi sao làng bóng đều không chủ động dấn thân vào showbiz. Họ bén duyên với làng giải trí hầu hết thông qua những lời mời từ nhãn hàng, nhà tài trợ và cũng không có ý định bỏ bóng đá để thành siêu sao showbiz. Thế nên thiết nghĩ, khán giả cũng không nên quá khắt khe, phán xét các cầu thủ rồi đánh giá họ ngang ngửa với tiêu chí của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.